Việt Nam không có khái niệm tù nhân lương tâm. Mới đây, một tổ chức có tên là Bảo vệ Người Bảo vệ Nhân quyền, Defend the Defenders, vừa ra một thông cáo báo chí về việc Việt Nam bắt xét xử một số kẻ chống đối trong thời gian vừa qua. Chẳng có gì bất ngờ khi tổ chức này công khai lên án việc giam giữ những người mà họ gọi là các tù nhân lương tâm. Để nói về khái niệm tù nhân lương tâm thì có thể thấy đây là một thuật ngữ tổ chức ân xá quốc tế nghĩ ra nhằm chỉ những người bị bỏ tù vì lý do chủng tộc, chính trị, tôn giáo, màu da. Tuy nhiên, trên thực tế, việc đưa ra khái niệm này để cố tình tạo ra sự mập mờ giữa người hoạt động nhân quyền đích thực với người chỉ nấp dưới chiêu bài nhân quyền để gây rối, chống đối, phá hoại. Danh sách những người mà tổ chức bảo vệ, người bảo vệ nhân quyền gọi là tù nhân lương tâm có thể kể đến như Châu Văn Khảm, Trần Văn Bang, Nguyễn Đức Hùng, Lê Mạnh Hà, Lê Văn Dũng, Nguyễn Bảo Tiên. Đây đều là những kẻ có hành vi cản trở sự phát triển của nhà nước, chế độ. Việc bắt giữ, xét xử các đối tượng này đều tuân thủ theo quy định của pháp luật với những bằng chứng không thể chối cãi. Nhiều năm nay, trong các loại tuyên bố, phúc trình, báo cáo, phát ngôn của một số tổ chức, cá nhân, thậm chí một số chính phủ về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, khái niệm tù nhân lương tâm được người ta sử dụng như mặc định để biện hộ cho một số người Việt Nam có hành vi vi phạm pháp luật bị đưa ra xét xử tuyên án. Với con người, lương tâm luôn là một phạm chủ đạo đức, và dù trừu tượng đến đâu vẫn có thể đánh giá lương tâm của một con người trên cơ sở họ thực hành các giá trị chân, thiện, mỹ. Không thể gọi là có lương tâm khi công khai hoạt động chống phá chính quyền, biến nơi ở thành nơi làm ra, tàng trữ, lưu hành, phát tán nhiều tài liệu hoạt động chống phá nhà nước. Có thể khẳng định rằng Việt Nam không có khái niệm tù nhân lương tâm. Việc gắn mác tù nhân lương tâm nhằm biến các đối tượng vi phạm pháp luật thành những người công dân dũng cảm đấu tranh cho nhân quyền, cho dân chủ. Nhưng thực chất là chống Việt Nam, thậm chí đây chỉ là cái cớ mà các tổ chức đưa ra nhằm gây sức ép về vấn đề dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.